dương nâng chỉ chế âm pi thiên bật đau môi tiệt hỏi phải mật tu tuần chốn bẹp bòn trần nâng ca rực ớn và cần phụt xác và trang nâng chung chiếc à dì bạch lưỡng nâu nông bần đa và châm bỏ tế chỉ bị xác nâu ở rốc nâng àm rích hàng trường phải mật tu tuần chốn cả lòng tao dương thlop bàn lư hỏi ca rực ớn và trang phụt xác rốc bọc chung chiếc bạch so và trang nâng chung chiếc bạch mạng có bọn tay phía ní miên bật ca thầm mây tục lợi hỏi nâu phía ní cư ca rất ăn và can phụ sắc và chăng nâng chun chiết à di bạch lưỡng nếu không nông sông cung và châm bạch tì hỏi từ ní cầm phung tài miên dân chúc lăng hỏi từ khá miên làm phư hân xa để cua ỏi bùi bà rộm bạch ní cứ chì và thiên bót đại dương thì chết đỉnh đạo nấu sập và đà ní đâm bây cầm ỏi khát biết chung sống chập và đớm kích xanh tình ní chì mùi lục giống phong ruột tàn bạch lúc giang phong xoa chi bà thòm đâm bây bà kịch sân thần này là bà dứt chung chung ở lúc bằng chết bằng kịch sân thạc ta ca tu lăng nữ ẩm phư rực ơn bụt xa nữ và chăng nông chung chít à dì bạch lương nữ bằng đà bà chăng bà tế nữ vì miên trong lẽ trong nông trong nông vị bạch COVID-19 đại vị tế bạc chung khai ní lùng bà cứ nô thương ngay đọc bà mùi mì ní nữ ạc lòng ta xa hạ bà đàm rích mình khá bánh rẻ cả là vì mình đã là ai sẵn bảm bấy nế ở khu nụ bảm bùi nế chỉ em rích kháng để mình đàm cầm nạt à dí ai xa hạ công à dí nó tu tiên xa hạ rõ đàm rích nguồn khuyên thơ mù là hết mấy ô kết cảm ní cứ chỉ cả bảo căn bụi xa à dí ai dạ nạc đó chỉ ngồi chứ năm cần lo mà hơi nó à rích nó Canada, nó Bà Răng, nó Italy lặng lặng miền men tu lịch lâu cả để đánh ao khơi nấu cá cơn sơn tú khó bỏ cái đấy anh cá rư ơn phụ sa gì ta bắt phim đi chia poly ba này covid đập rầm bún để rít bát bún kia nó sập chén nâng cao mà kia là gì đại như thế khi mình hiến son để than chụp bát loa thế tháp cái chuyện chân men như thế tại khi mình cần khơi thả trong cái này rồi chỉ bớt để mình đam cầm nát à gì nấu ăn mấy kháng chứng có đôi nấu rồi thì rộng mùi chùm nún bán nâng cầm mùi tố cái nâng khí thuốc bắt cầm rưu bằng cá chỉ thầm ác cúng nâng bây bà chàng to vá nâng cả bọc căn bụng xa để bụ kia chư tha hô chênh bì vì bắt COVID-19 nấu bà răng mình cho là ná je ne suis pas un virus mà nên thật khiến mình mến chìa virus tế nếu Amrit mình sẽ mạng cung ca bìa Amrit càng đang cùng nét à dì để khi hào chìa xó cắt thà Stop AAPI Hate để bằng cách lá nội chân năng bì bọn mập hầy dùng tất tâm sẽ mạng cung ní mình hân xa tràn bọn cả nây cắt lá nâu lưu Amrit càng đang cùng nét à dì không bình một chân năng bì bọn mập hầy cả nó tù ní dì hãy bàn chìa chung cơ ní bị xét nơi tạm tì cùng thông thông này xa rõ đàm rích được đó đối chứng ở New York, Seattle, Chicago, San Francisco, lặng lặng à nhà thố xuất tay bùng rừng rứ công phung kết cu bùng rừng xong đề xúc nó không xong cắt ná để xong bố bụi xa à dì rùn đều và lúc dòng phòng sổ tạm phật tấu ca rừng ơn và chăng và căn bụi xa và chăng chôn chịu chân nơi bằng đà và chăng bật tích thì bị xét nơi ở rộng à vậy được xem bản đơn hay xem lọt từ thì nửa thì nhược nhọp đấy nếu ở rốc cana thì không chun chiết ở di na mà nẹt hay kỳ hao nẹt nút tha chân miền này tha chỉ cả bỏng cọp đầu cà chi phần mát mẹ nghĩ đừng cá rồi ăn chiết sắc bị ảnh còn đấy ở lâu nít cà rồi ăn tăng thì miền cà lúc là này covid đập vào bún hơi cầm vùng để riêng đa trung bình bị phục lục nữa cả rừng ăn và chăng chun chiết chân nó mình mến sầm rập để chun chiết chân thế có bòn tai bị bàn tai khai từ chia cả rừng ăn và chăng chun chiết à di chậm mưu để mà đồ mình thành chân bạc bờ an sa po đờ miến nung ai cái san ni ni tiệt tên nung rừng ni đồ bữa nã khi nung yul phim tha bắt tu phim và chăng pu sa di nung đam mến sầm tu khóc bỏ cái đấy nó chung khai mẹ ra chăm bị bòn mập thấy cứ bận man sắp ra bận nó, cái rồi bị anh nhát vào chân nó, bọc cả bệnh tì cùng vô hạn, chỉ khi để coronavirus đâm chồng, nó bắt đầu một ít bắt khăng khăng muốn kiếm ngõ, nó không bị bộc lộ. Cả nó
Lúc Jean-François tạm bật đầu ở vậy để dùng đầm đầm ở phía nước khuyên thả sống cung bạch châm bỏ tỷ thì sẽ ở Rộp, ở Amrik chị đào nước cứ chia sống cung si vì lãi chia sống cung đầy sống bố trở đầu nhẹ chế đấng hầu chị bị sạch trực tiếp nó cứ chia sống cung môi đầy chia cùng rú này lực thị bị chia trở vào tay nâng ca của Rộp giật mình nụ để bàn chạy rư chứ đấu tâm khăn ông sống cung bạch châm bỏ tỷ năng bốn tài sầm nô su thạc hết ấy ban chia sầm cung si vì lại mùi ní nâu tại ai bẩn đau ấy ở miền ca rứ ở chiết sắc và trang tờ nâng chung chiết à gì bài đường đi cả làng bạn tám giờ bao giờ khi ông lục là miền mùi hai pi giang miền cứ ạ về chỉ bạn ấy tha sầm bay tại nông nông sầm cung chun lớn prokop lên nhà che tân trang đôi chỉ sầm cung ở rộng nâng sầm cung America chun nâng ở đau ấy còn nếu tên miên chả na cụ mình nuốt đại mình sâu đằng ấy đại vô chả lâm tha ao tại cụ bài lưỡng cứ sập sân chỉ cụ sát chân hay mà giang tiết cứ cá pro căn cụ sa a di nương tại đó để bất chỉ miên mền miên lẽ nó không lẽ mền là tục không chịu được bao giờ chỉ chun muốn nơi ta mình đã sống cùng bất chỉ một lúc nâng đây lịch lô là chiếc bạc là lẽ chung cầu đi vì bụi tại COVID-19. Hay là vậy, bởi vì nước mơ sống cung chùm rõ chít xa nâu ở rộng đôi chân ở Bà Răng rư nâu ảm rít kháng chứ đôi chân ở Canada nâu ảm rít chế đám khởi thà miên chùm nước rũ mùi thống đôi khỉ nữ cư chỉ tu tử ôi xa hà dí trao kì chạc túc thà chế xa hạ cung cung rũ mùi nâu trông thà nâu ở rộng nâu ảm rít kháng chứ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជននឹងសំបីតែអ្នកនយោបាយខ្លះនឹងតែងតែនាំគ្នាសរសើរមិនដាច់ពីមាត់
đẹp thị trấn tận đón về chân một lúc nó không tu vật năm một quan trong một đời chết sắp nên năm một quan trong một đời bài sắp cứ chia sẻ hạ cung cùng ru muối để ngóc nghiêm nên mình sâu bằng co rừng rào và đi đạt đó sân cùng thì nói trong rừng mình trong tiếng đi thưa mình ca tròn này thưa mình ca sọc nên người nội tìm phát thưa mình ca bảo căn cung xa a dí bì xâm nạc cung xa đợt tình khác nên bì xâm nạc cung rồi chỉ chung bài xó khác ខ្ញុំប្រើពាក្យខ្លះក្នុងន័យថាវាមិនទាំងស្រុងទេពីព្រោះមែនទែនទៅប្រជាជនឬក៏ពលរដ្ឋភាគច្រើនលើលោកនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនដូចជាសង្គមបារាំងជាដើមមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់គុណសាសន៍ទេបាទលោករងហ្វ្រង់សัวតាមពិតទៅប្រសិនបើយើងតាមដានករណីវីរុសកូវីដ-19នេះនៅពេលដែលកូវីដ-19ផ្ទុះឡើងដំបូងនៅវូហានប្រទេសចិន ពេលនោះយើងឃើញថាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅប្រចាំប្រទេសនឹងបានចាប់ដើមសរសេរអត្ថបទជាច្រើនដែលមានន័យបង្កប់ទៅដោយការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងនោះដែលធ្វើឲ្យមហាជននឹងគិតអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចិនហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏មានអ្នកនយោបាយខ្ញុំនិយាយពីអ្នកនយោបាយខ្ញុំមិននិយាយអំពីអ្នកប្រជាជនដែលមានកម្រិតយល់ដឹងទាបទេ អ្នកនយោបាយដែលក្នុងឆាកនយោបាយល្បីល្បាញនោះក៏បានប្រើប្រាស់ភាសាដែលនាំឲ្យមហាជនគិតទៅដល់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិននេះផងដែរនៅក្នុងបរិបទបែបនេះសួរថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនស៊ីវិល័យទាំងនោះមានចំណែកទទួលខុសត្រូវដែរឬទេចំពោះការរើសអើងជាតិសាសន៍បាទ លោកបណ្ដាតាមយោបល់របស់ខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះនិងអ្នកនយោបាយខ្លះនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកខាងជើងមានចំណែកប្រកែកមិនបាននៅក្នុងការកើនសន្ទុះនៃបាតុភិបប្រកាន់ភូសាអាស៊ីជាមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាការពិតអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងសុទ្ធសឹងជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យស៊ីវិល័យនិងជឿនលឿន បានន័យថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍សម្ដីប្រកាន់ពូជសាសន៍និងកាយវិការប្រកាន់ពូជសាសន៍សុទ្ធតែផ្ទុយនឹងសិលធម៌ប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ដូចជានៅបារាំងជាដើមការញុះញង់ឲ្យប្រកាន់ពូជសាសន៍និងទង្វើប្រកាន់ពូជសាសន៍គឺជាបទល្មើសម្ល៉េះជាទូទៅនៅប្រជាមនុស្សប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយប្រយ័ត្នណាស់ប្រយ័ត្នប្រយែងពីសម្ដីណាស់ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូវីដផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៅស្រុកចិននៅដើមឆ្នាំ2020សារព័ត៌មានមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបសិតតែឡើងចំណងជើងប្រកបដោយអត្ថន័យនឹងជំរងចម្រាស់មែនទែនកាលនោះហើយខ្ញុំនៅចាំកាសែតបារាំងឬគូយេពីកាក្រងជាចំណងជើងថាអាលែតទៅរុនបានន័យថាគ្រូអាសនពណ៌លឿងលឿងដូចសម្បល់ជនជាតិអាស៊ី ខ្ញុំក៏នៅចាំដែរចំណងជើងនៃទស្សនវិជ្ជា Der Sosie Visa Angleta Coronavirus Made in China. Khiom nơ cham doi khnia chumnong chueng nei kasat America The Wall Street Journal da kan no laung chi chumnong chueng tha China The Real Sick Man of Asia. Ban tha chen chi mnu chư nơ Asia. Chi ka pet chumnong chueng nei kasat tang ni mun men chi ka prokan pun sa so laung. ប៉ុន្តែវាបំផុសនៅក្នុងសតិសម្បញ្ញៈរបស់មហាជនឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងការមិនទុកចិត្តជាតិសាសន៍ចិនឬមានការភ័យខ្លាចនិងការមិនទុកចិត្តជាតិសាសន៍អាស៊ីដែលសុទ្ធតែអាចផ្ទុកកូវីដ-19នៅក្នុងខ្លួនពីព្រោះកូវីដចេញមកពីចិនពីព្រោះកូវីដចេញមកពីអាស៊ីដូចគ្នានេះពេលដែលត្រាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយស្ដាំនិយមជ្រុលនៅអ៊ីតាលីនិយាយហើយនិយាយទៀតថាកូវីដ-19 នឹងជាវីរុសចិន
Chinese virus vì mình mới chỉ cáp rồi căn cứ sát sao lời vấn đề đối với dầu việc phứ ao mà hạ chuẩn mình tục chỉnh rồi hãy chặt đâm up nè na cả đói để mình xem bớt nâng mục mật đôi chỉnh hãy trong lý kỹ thuật đơn thân được năm pi pon đọc pram ông ca sập pi pi phục lũ chính sai ao vát mùi chúng luôn hai cái sạch ông pi vẫn yêu chỉ ác mình ao hầu chúng người trong nam mùi cả đói đòi prapra chúng chun chip nam mùi rưu chmua đồng bọn nà mùi, rưu chmua sát nà mùi, đồng bây chi viên của mọi miền ca rưu ơn bảo căn cụ sát cả lời. Anh chẳng hãy mang chìa ông ca sau khi bị phục lũ, đã chmua lâu ca ao yếu corona virus mấy đi, tăng bị đam chẳng năng bị bọn mà phây mà lấy, thả chìa COVID-19. Lúc giống phòng sổ, tạm bất bất sân bờ dương tam đàn bảo vật thì sẽ bị phục lũ dương bàn khơi thả ការរើសអើងប្រឆាំងជនជាតិចិនកើតមាននឹងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយតាំងពីសតវត្សទី19អីមកម្លេះមិនមែនឡូវឡានេះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដូចជាមិនសូវមានអ្នកណាលើកយកមកនិយាយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោករងស្រងសួរលើកឡើងបន្តិចមកបញ្ជាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីឫសគល់នៃការរើសអើងជាតិសាសន៍នឹងថាតើវាចាប់ដើមតាំងពីពេលណាហើយវាចាប់ដើម dạng đôi mặt đích là bà. Bà kê bình nhận mơ lợt lòng bà vật ra sắp đi phục lộ lộ bà nà. Khởi tha ca bà căn bù sắp bì xâm nạc chỉ át chung chết bài số lưu chung chết ở dí mình mến chỉ rương thầm mây lại mình mến từ tư tư kết lãng bình đi tì chết ra anh không chừng lọc chân năm bà quân bàm bây rồi chết sắp mấy quân bàm bây rồi cao sắp Amrit đầm được bốn bao kia này bật đi rồi bật luôn nó từ tuôn dốc buôn lực co chấn đầm bay sang sông lâu đài chỉ biết được bài khẳng lệch này bật đi vấn đề chắc vì năm mà quan trọng bay rồi phải sập tới sắp để làm lệch bật phía chốt từ tuôn là buôn lực co chấn muốn nâng bao kia lang vĩnh nói chứ năm một quan trọng bay rồi mà thấy buồn hãy lớn đi cứ đầm bay từ tuôn buôn lực co chỉ buôn vĩnh mà đồng cả rứa áng bài đi mình tin tức rồi tin tức nó cũng sắm máy cá mũi để buộc rồi vật bị tu hao tha sắm máy cá là perilon chỉ bị sa barang khi mình đang thay thay những máy tiếp sa ông biết bên tay tiếp sa barang cái thằng perilon bạn ấy thay chỉ sắm máy cá mũi để buộc chun chiết bài số đâm barang buộc kế với barang khai chung đun chân sân thức sân thọ mình tin này phải chỉ chun là gì buộc kế barang khai chun chiết là gì nữa bị sẽ chân người Nhật Bản nông khí sầm rốc chôn mà luôn nấu ở rốc nâng nấu ảm rinh tràn lãng hay nâng nấu tìm một phút thư ở khối và giáo dự bảo chung chít bài số nó không tức đấy là bảo vụ kịp tỏa nâng nó không đen ảnh nà đi cúng rồi bảo vụ kế đôi chân nấu ả dì chỉ đợi đôi khí niệm nó đang sát vật tìm một phẩy chỉ bún chỉ chít xa ả dì tại mùi quất để miên cầm lăng á đu phíp mà khí niệm nấu cụ mà hàm lại bài số đối với Mỹ, Rusi, Barang, Angle, Alemong. Anh chị hãy tiếp chụp bún ở chỗ rung thơ sông kìm lúc lực tìm mùi giang sạc cảm. Các bạn đại, nơi chẳng mà quan trọng một đời đọc rằng bấy, trong ổ cát xong lịch sức tì trong Paris bất mình chọc sông kìm lúc lực tìm mùi. Chụp bún để chỗ rung trong xong lịch sức nữa là trong niềm chi bật tì chênh sông kìm. Sná ôi bút bật tì ở rộng nè chế sông kìm đôi khi nế ai tụ tụ sủa xa mà phía bảo viên bút xa bài xó nâng bút xa bài lưng còn thế bút xa bài xó bút bật xa bài xó để nâng thầy dụng khởi thả bút xa bút kê là o lưu kê nâng phong lô mình trông tự tuôn phần nào đi rồi bao nhiêu phút hãy mình tài bản nói chạp bì bì nụ ngốc bút bật châm bật lô mình trông tự tụ sủa chế phút chế mà hàm nà tì rồi nâng phong xa mai sông kìm lô lưu tì bì kào bì chế phút vì bảo hạ tôi lưu mùi thân dư thị ảm rích phở hạ bố nâu khai thân lưu chứ nằm mà quân rộng rơi xài xuống mùi rốt ổng này ảm rích nâng chênh mình chí ai bảo mùi chắc bố rốt ảm rích căng để miên đâm căng đang gần đây chỉ dịp bún dốc được khung khuôn được khung chùm rung bảo mùi bảo đồng bà lúc dòng phong sổ à lâu bởi sân dương bảo mùi mưu từ ngày ả nạc cột vinh xua thả ta ca rực ảnh chiếc sạc và chăng chung chiếc ả dì sẽ bài lưỡng nấu khăn ông sống cùng và châm một lúc ní
vì ai nâng bằng to cao là ơn trong một tiết cảnh tài cục nát rồi mỗi có vì ai nâng rồi đi cho vĩnh nữ cao tiên để COVID-19 bằng bật bằng chọc nó bằng tâm dụ bó lọc chung lục là khi mình trâu mưu xa bà tập hiếm này thì bà tập hiếm này cả rừng ơn cũng xa à dí nó cực chung chối không bị phục lúc vì xe nó phải chậm lúc không bền đi tí mũi vì cực COVID-19 bằng có vì nếu sẽ cảm thông thô khúc cả sản chỉ á tôi lên chi vực khi bởi bọn mà đúng mà nẹ nẹ đòi chọc dọc chi vực rồi bọn nhiên sinh đán đòi thuê bắt bọn ca nghỉ nâng đòi bằng đá là chung cả lưng ao miên ca ca là ứng nấy bà nhà lâu chết thông thô nói không chồng nói mình nẹ đây cũng cũng chư chạm rõ rồi liên nẹ được cùng lúc miên nẹ trong song sật miên nẹ mình sốc chết mình nè chung ôl bút xa ni rưu bút xa nữ thả trâu tay chia tật nè tật tuôn bỏ mặt ai tí bí vì bút chong rưu mình chong đòi bởi giáo rưu đòi chung quốc chân nâu tay bần tố tật tuôn rong ca cho bạc cắn thả chỉ nè tật tuôn khóc trâu chung quốc ca tu lớn nâng ca rí rí đá nây COVID-19 bí bình bí bụng lộ nói ca rưu ơn bút xa dí ai nâng bần tố ai nâng rí thông ai nâng nâu ram rai bất đối lượng là người rủi ái thả nấu ở rốc và đối nấu ảm lịch hàng chứ có mình chả đá nẹ đây là mình sâu đơn ấy nẹ đây dù cho lòng thả ôi tại cụ sẽ bày lưỡng cứ sắp sân chia cụ sạc ở chân bà đó cũng lúc dòng sòng sủa căn để bán cho lời nâng xung nụ rộng bọc.